cho bà già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn. Nghèo mà còn chưa đồ ăn nữa, vậy thôi khỏi ăn. Giờ hỏi lại có ăn hay không? Có mà. Hello bà già nghèo khổ đang cô đơn giữa trời đông lạnh giá. Bớt nghèo lại đi nghe chưa? Nghèo hoài là không có ai giúp được đâu. Rồi cái gì vậy em? Tuấn ơi Tuấn, em đang làm một cái điều rất vô cùng phản cảm mà người ta gọi là mất dạy, em hiểu không? Trời ơi cái gì vậy? Nghĩ rằng cậu này có khi cậu ấy nghèo thật. Nghèo ở đây là nghèo cái gì? Là nghèo văn hóa, nghèo trí thức, nghèo đạo đức và nghèo cả liêm sỉ nữa. Đấy, và có thể là nghèo cả về vật chất, cho nên mới bất chấp để lên những cái video câu like kiểu rẻ tiền như vậy. Của cho một cách cho nở nô ạ. Không phải là 50% đồng ý và 50% không đồng ý đâu. Cách làm thì tử tế. Đó là người đồng bào của chúng ta mà. Ta nghĩ là mày nên gửi một lời xin lỗi tới cộng đồng. Ta không biết là mọi người có tha thứ cho mày hay không, nhưng những gì nên làm, những gì phải làm thì mày hãy làm. Đâu có ai sinh ra mà người ta muốn nghèo, người ta muốn không được đi học, người ta muốn bị khuyết tật, người ta muốn bị mù, bị điếc, bị câm. Chứ nếu mà em không xin lỗi là có khi em ra đường em u mỏ ấy. Cái gì? Em xưng cái mỏ em đó. Theo kinh nghiệm của người đi trước là chị nha, cái này là chị nói trước. Hồi chiều mình có làm clip về một bạn TikToker đi từ thì ẩn không đúng cách và mình đã bị xóa ngay lập tức. Không cần nói nhiều, Phạm Thoại không nghèo tiền. Mình xin từ chối tất cả lời mời của những nhãn hàng đang làm việc với bạn đó trong cái khoảng thời gian drama này luôn. Và mình cũng lé luôn tất cả những cái cửa hàng mà bạn ấy đã review luôn. Ok. Đừng lấy sự tử tế của bản thân để làm trò cười từ thiện cho thiên hạ. Nó rẻ tiền lắm. Xã hội này ấy, không thiếu mạnh thường quân đi từ thiện đâu. Không có bạn thì có người khác. Nên tập trung cho công việc review ha.